bảo vệ thiên nhiên bằng nguồn nguyên liệu tái tạo và thay thế. Hãy gọi 1-800-1515 để mua ống kẽm đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng. Tập đoàn Hoa Sen là thương hiệu quốc gia và là công ty tăng trưởng toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Kính chào quý vị và các bạn. Sáng sớm nay, người dân thủ đô Hà Nội và khắp Bắc Bộ ra đường đều cảm thấy lạnh, khá thú vị khi mà thời tiết đã sang hè. Thực tế thì nhiệt độ đồng loạt giảm thấp xuống dưới 21 độ, thậm chí là ở vùng núi cao của Lai Châu, Lào Cai thì nhiệt độ chỉ khoảng 12-13 độ. Sở dĩ nhiệt độ giảm thấp như vậy vì ngoài lượng ẩm lớn từ những cơn mưa diện rộng thì từ đêm qua Bắc Bộ còn đón nhận thêm những sóng lạnh yếu tràn xuống và dự báo các yếu tố này sẽ kìm giữ nhiệt độ tăng chậm, tiết trời dễ chịu trong cả ngày hôm nay. Nhiệt độ cao nhất chiều nay ở thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng 27-28 độ. Các thành phố Lạng Sơn sang đến Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên Phủ sẽ không quá 24 độ. Lui xuống Trung Bộ, chiều nay tại các thành phố Thanh Hóa, Huế có mưa rào bất chợt, có lúc mưa nặng hạt và kèm theo dông. Bầu không khí cũng khá mát mẻ, nhiệt độ trong khoảng 28 đến 31 độ. Trong khi đó, ở các thành phố Đà Nẵng đến Phan Thiết, mưa muộn về chiều tối. Đầu giờ chiều nay thì trời vẫn có nắng, nhiệt độ từ 31 đến 33 độ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa sẽ lùi dần về chiều tối. Nhưng lưu ý là mưa diễn ra trên diện rộng, có thể xuất hiện những điểm mưa vừa, mưa to và cảnh báo đi kèm với lốc xoáy, sấm sét và gió giật nguy hiểm. Chuyển sang thời tiết biển, khắp từ Vịnh Bắc Bộ xuống đến Quảng Ngãi, ra ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa, tiếp tục cảnh báo mưa dông đi kèm với lốc xoáy và gió giật trong chiều nay. Đây cũng là trạng thái thời tiết xấu ở vùng biển từ Bình Định xuống đến Kiên Giang, các đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Riêng huyện đảo Trường Sa, ít mưa và tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 3, cấp 4. Cuối bản tin sẽ là dự báo cho các vùng trên cả nước trong chiều nay.